Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ với cả nhà một món canh chay rất là thanh đạm và rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đó là món canh lá ớt hiểm nấu với lại bắp Mỹ nha cả nhà. Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên mà em ăn cái lá ớt hiểm luôn cả nhà. Và cái trái nó cay á, mình không nghĩ là cái lá của nó lại ăn được rất là ngọt như thế này. Đó rồi, bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Đầu tiên thì em sẽ dẫn cả nhà đi hái lá ớt hiểm. Ở nhà em á cả nhà, ớt hiểm xanh như thế này nè, nó mọc rất là nhiều luôn. Và đây là những cái cây ớt hiểm tơ, nó mới mọc lên và có trái lần đầu tiên á cả nhà. Cho nên cả nhà nhìn nè, cái lá nó rất là tốt luôn. Đó, rất là non ha. Bây giờ thì em sẽ hái những cái lá non của nó và mình sẽ đem xuống mình nấu canh nha. Thì theo em được biết thì cái lá ớt hiểm này rất là tốt cho sức khỏe. Khi mà mình ăn nó thì sẽ ngừa được các bệnh, như là nhất là cái bệnh đột quỵ cả nhà, đột quỵ tai biến thì rất là tốt luôn. Cho nên mình thường xuyên ăn cái lá ớt hiểm như thế này thì mình cũng có thể ngăn ngừa được cái đột quỵ và tai biến ha. Đây cả nhà nhìn nè, đó rất là tốt luôn. Thì em không biết là những cái ớt hiểm kia mình có ăn được không, nhưng mà cái lá ớt hiểm xanh này thì ăn được nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, đó cái trái chín nó rụng xuống, sau đó thì nó mọc thành những cái cây non như thế này rất là nhiều luôn. Mấy cây ớt á, nó mọc á, bít luôn cái chỗ của cái cây cốc, cho nên là em sẽ cũng chặt bỏ mấy cây ớt này để mình để chỗ cho cây cốc nó lớn nha cả nhà. Đây là những cái trái ớt hiểm em vừa hái được nè. Đó, bao nhiêu đây thì đủ một cái tô canh rồi cả nhà, cho nên là em sẽ không hái nữa nha. Bây giờ thì em sẽ dẫn cả nhà qua một cái cây ớt khác, đó là cây ớt Peru. Đây cả nhà nhìn tổng thể một cái cây ớt Peru nhà em nè, nó cái tàn rất là to luôn cả nhà, và trái hôm nay chín rất là nhiều đó. Thì cái cây ớt này đặc biệt của nó, khi cái trái nó sống quá cả nhà thì nó xanh, nó là màu xanh đậm. Khi chín rồi nó sẽ có một màu vàng cam rất là đẹp luôn, và trái nó bé bé tròn tròn như thế này nè, rất là dễ thương. Thì theo thông tin ở trên mạng thì em thấy cây ớt này nó có rất là nhiều vitamin và khoáng chất cả nhà. Người ta nói ăn một quả ớt này là bằng ăn với lại một quả cà rốt và một quả cam cả nhà. Đó, người ta nói là vitamin C của nó rất là nhiều. Lâu quá rồi không có quay vườn cho cả nhà xem, cho nên là hôm nay sẵn tiện rồi em quay luôn. Đây, nãy giờ em thu hoạch được bao nhiêu nè cả nhà, nhiều ghê ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bước sang một cái góc này gọi là góc măng tây. Đó, ở đây em có hai cây măng tây rất là mập ú luôn nè cả nhà. Cái này thuộc loại là măng tây loại 1 á cả nhà. Nó em vừa đụng vào là nó gãy luôn, nó giòn ghê luôn á. Rất là mập ha cả nhà ha. Đó, nhà trồng được mấy gốc măng tây như thế này ăn cũng đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Mình ăn chay mà, cho nên là bổ sung những cái thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn ha. Đây cả nhà nhìn nè, rất là mập ú luôn, dễ thương ha cả nhà ha. Măng tây rất là ngọt đó, và rất là giòn đó. Măng tây mà mới hái như thế này ăn là rất là tuyệt vời luôn rồi. Rồi, tiếp theo thì em sẽ cho cả nhà xem cái cây nho thân gỗ nhà em. Nó đang ra trái rất là nhiều nè cả nhà. Lần này nó đậu trái siêu quả luôn. Đây, cả nhà nhìn nè, chùm 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 đeo từ dưới gốc lên tới trên ngọn luôn. Nhà em thì trồng nho thân gỗ nhiều lắm. Khi mà vô vụ mà nó đậu trái nhiều thì em sẽ quay cho cả nhà xem thêm ha. Thường thì em quay em sẽ đăng mấy cái video ngắn á. Em ít có đăng mấy cái video dài, ít có quay trong cái video dài giống như vậy. Và đây là mấy cây ớt chuông mà em ăn xong rồi em vứt cái hột đi cả nhà, rồi nó mọc lên. Vậy mà nó cũng ra trái nè cả nhà. Cái trái này thì nó tầm một cái nắm tay em này nè. Đó, rồi em lấy cái đồ em bao lại như thế này để cho con ruồi vàng nó không có chích vào. Khi mà nó chích vào thì nó sẽ bị hư trái cả nhà. Như thế này thì không biết là nó có lớn nữa không. Đó, được 3 cây như thế này. Rồi thôi bây giờ mình sẽ vào bếp luôn nha cả nhà. Thì cái lá ớt em đã lặt rồi, ngâm muối rồi rửa cho nó là thật là sạch rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần nấu nữa thôi. Thì em sẽ cho vào nồi là 800ml nước nè.
Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là 100g bắp Mỹ. Bắp Mỹ thì em sẽ cắt mỏng nó ra như thế này. Cả nhà có thể dùng dao hay lưỡi, cả nhà bào cũng được nha. Rồi bây giờ thì em sẽ nêm luôn gia vị. Em cho vào đây là một nửa muỗng cà phê muối hạt, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay và 1 muỗng cà phê đường. Khi mà nước sôi lên á, thì cả nhà thấy cái bọt nó lên ở trên rất là nhiều. Mình sẽ vớt bỏ cái phần bọt này đi nha cả nhà. Thì cái bắp này á, mình sẽ nấu từ 3 đến 5 phút tùy vào cái nhiệt độ lửa mà cả nhà để nha. Bắp thì em đã nấu được 5 phút rồi. Bây giờ thì em sẽ cho luôn 50g đậu hũ vào đây. Thì cả nhà không thích ăn đậu hũ thì mình không cần cho vào cũng được ha. Thì bắp thì nó đã ngọt rồi cả nhà, nên em muốn thêm đậu hũ để cho nó có thêm chất đạm. Cho đậu hũ xong thì em sẽ cho luôn cái phần lá ớt hiểm. Lá ớt hiểm mà sau khi em lặt, em hái từ trên cây xuống cả nhà, thì em cân nó được là 100g nha. Rồi mình lặt lại, rồi mình rửa cho nó sạch ha, thì nó sẽ được cái phần lá như thế này. Thì cái phần lá ớt hiểm này em sẽ nấu trong vòng 2 phút. Sau 2 phút thì em sẽ tắt bếp. Như vậy là xong rồi đó cả nhà. Đó, bây giờ thì mình chỉ cần múc ra tô rồi mình ăn thôi. Rất đơn giản. Thì cái lá ớt hiểm này á, theo cảm nhận của em thì nó giống những cái loại rau tập tàng mà mình nấu canh chung với bắp vậy đó cả nhà. Cái lá nó cũng rất là ngọt và mềm nữa. Do là cái cây ớt của mình là cái cây ớt tơ á, nó mới lớn, nó rất là non và mềm, rất là ngon luôn. Canh nó thì rất là ngọt đó, rất là dễ ăn luôn. Và cái món này đặc biệt là khi mình ăn thường xuyên thì sẽ rất là tốt cho cái cơ thể mình. Mình sẽ ngừa được cái bệnh tai biến và đột quỵ ha cả nhà ha. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món canh chay ngày hôm nay. Và nếu mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy bấm like, chia sẻ kênh và cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nữa ha. Bây giờ thì bye bye.